hôm nay cho anh đi ra một cái salon rất là lớn ha, để support cho tất cả các anh chị ở đây được tìm hiểu về cái sản phẩm của Nu Skin, có thể giúp đỡ các anh chị làm như thế nào để tăng cái thu nhập trong tiệm nail nè, và run cái business của mình cho nó smooth hơn ha. Ok, thì đây là cái salon mới được khánh thành khoảng một tháng, salon rất là lớn. Thì ngày hôm nay mặc dù là ngày thường, ngày thứ tư, nhưng mà bây giờ buổi sáng thì rất là đông, nhưng mà bây giờ sau cái giờ này thì cũng được bớt đi rồi. Thì đây là cái salon ha. Ok, đây là những người khách đang được trải nghiệm những cái dòng sản phẩm của Nu Skin. Tại sao những cái sản phẩm này có thể làm facial trên ghế lúc mà đang làm pedicure ha. Thì đây là chị Tuyết. Hello chị Tuyết. Chị cho anh hỏi hôm nay tại sao chị có mặt ở đây vậy? Dạ, cảm ơn anh. Tuyết có mặt ở đây là vì hôm nay có một bạn ở tiệm này đã mở Happy Hour, tức là tiệm nail mình có một cái giờ đặc biệt để nói cho khách của mình biết là mình có một cái làm cái dịch vụ facial mới ở trong tiệm. Chỉ có mất 2 phút rửa mặt thôi, rồi sau đó mình đắp cái mặt nạ lên cho khách nó chờ khoảng chừng 10 phút hay 15 phút gì cũng được. Thì sau đó mình có thể lấy là cái giá bằng cái chân hoặc hơn cái chân, tùy theo chỗ mình là location của hơn. Như trong tiệm của Tuyết á, là chỉ đắp mặt nạ rồi rửa mặt rồi xong rồi mình thoa cái moisturizer thì Tuyết lấy 30 đồng. Nhưng mà tiệm này thì lấy 40 đồng, cũng xài một thứ sản phẩm vậy thôi. Nhưng mà khách ở đây thì là như mấy chị cũng thấy có mi đen, có mi trắng, có hơn. Thì mình cũng là chủ tiệm nail với nhau, nhưng mình muốn hỗ trợ để cho cái chương trình cái mặt nạ này đó là mình có thể áp dụng tất cả tiệm nail hết. Thì chị em của người Việt mình làm trong tiệm nail có thể là chắc chắn một điều là mình tăng thêm cái thu nhập của mình. Khách nó sẽ xài mà làm mặt rồi nó làm chân, rồi sau đó mình có thể bán sản phẩm luôn. Nên đây là một cách là rất là may mắn cho người Việt hay là chủ tiệm nail hiện bây giờ. Nếu mà ai đã áp dụng cái chương trình này có thể là đăng gấp đôi thu nhập, mà mình không có làm được như là mình phải làm chân hay làm nail, làm nhẹ nhàng hơn. Ok, rồi, thank you chị. Cảm ơn anh đã hỏi. Đây là những người khách đang được làm facial bar ở trên ghế ha. Đây là cô Tracy. Hello Tracy. Tracy đang ở tiệm nail của người bạn. Thì tiệm nail này là tiệm nail mới, chỉ mở khoảng 4 tháng thôi. Thì sau khi bây giờ đó là khách làm chân, thì Tracy tắt mát cho khách. Thì Tracy đã rửa mặt xong 2 phút rồi. Thì cái bước thứ hai là Tracy đã mở mát lên cho khách. Tại vì có nhiều khi có nhiều người nói là ô tiệm tôi không có làm được đâu, tiệm tôi là toàn là người da màu. Nhưng mà cũng như các anh chị thấy ở đây đó, rất là nhiều người da màu, nhưng mà người ta vẫn là thích làm đẹp ha. Không phải là chỉ riêng người da trắng, nhưng mà người da màu hay là bất cứ người nào, người ta cũng vẫn rất là thích làm đẹp. Ok, bên đây là có một cô đang ngồi trên ghế đắp mặt nạ đây. Hi, how are you? What's your name? Stella. Stella, did you enjoy the service? Yeah. Okay. So and she have her child over here. Her child enjoy too. She sit on the chair and get a massage. Have some food. Okay, bên đây thì cũng có một số người này đang nằm enjoy đây ha. Tự vì được đắp mát. Thì khi mà mình làm cái service này á,
mình đắp cái mát lên cho người ta thì người khách sẽ rất là được relax, nằm nhắm mắt ha. Nhắm mắt thì cái người thợ mà ra làm chân ở dưới này thì cứ làm thôi. Nhưng mà người ta được relax. Thì cái service này nó rất là dễ dàng. À, bên đây là chị Trang Dương. Chị Trang Dương đang đắp một cái mát lên cho một người khách đây đó. Người khách đang nằm nhắm mắt relax nè, thấy không? Dạ. Thì đây là cái những cái dòng sản phẩm của Nu Skin. Có những cái máy để có thể mình làm rửa mặt, và những cái sản phẩm để mình đắp mặt nạ. Đó, và đây là anh chủ đây nè. Đó, anh chủ đấy, thấy anh chủ đẹp trai hay kia không? Hello anh chủ. Anh chủ sáng giờ chưa được ăn gì hết trơn đó nha. Ok, đây là bên cái section để làm manicure nha các anh chị. Ok, và bên đây là những cái phòng, những cái phòng để làm facial. Phòng để làm facial nè. Rồi có phòng VIP làm hair, phòng VIP cho massage, rồi phòng VIP cho làm tóc. Tiệm này rất là rộng các anh chị. Trong đây là có những cái chỗ để rửa tay nè. Rồi ngay đây có cái phòng để là gội đầu. Tiệm rất là đẹp các anh chị. Rất là happy. Okay, one, two, three, smile. Làm facial ha. One more time. Great. Ok, đây là bà chủ nè. Bà chủ ơi, bà chủ sao bà chủ che mặt lại vậy? Đây là chị chủ. Chị chủ rất là dễ thương. Ok các bạn, thì hôm nay mình live share cho các bạn coi một chút thôi ha. Nếu mà các bạn nào thật sự có interesting vô, muốn để được tư vấn thì mình có một cái nhóm anh chị em, một đội ngũ ở đây sẽ tư vấn cho các anh chị.
làm thế nào để cho cái salon của mình nó run smoother, getting better. Ok, rồi, bye everyone.